em không có giống như là không có tụng kinh nhật tụng để mỗi ngày á, mà em chỉ đọc thì chú Đại Bi với lại kinh chú Lan Nghiêm với lại chú Chuẩn Đề, còn cuối tuần thì em mới trở chú có kinh nhật tụng thì có được không anh? Mình đọc kinh là cho mình khi nào mình thoải mái thuận tiện, mình thích kinh gì mình cứ đọc kinh đó. Cái quan trọng nhất là phải giữ cái tâm, đừng có để cái tâm nó bị loạn. Cái tâm loạn là trí nó loạn luôn á. Cái trí với tâm là hai cái nó loạn nữa, mình cứ cà tưng hoài. Mà không biết mình thích cái gì, làm gì. Đi shopping á, thì cũng quạo mà đi rồi cũng mệt. Coi chương trình này một chút xíu rồi đổi chương trình khác. Nó những chuyện mà gọi là tâm bất an á. Giữ quan trọng nhất là giữ cái tâm. Giữ cái tâm là chỉ có ngồi tịnh tâm, ngồi thiền chút. Còn đọc kinh đó là để cho mình có cái khai tâm. Chư Thiên suốt nghe kinh mình, Chư Thiên sẽ giúp đầu mình. Người mà tu tập giỏi á, sẽ có điều có cảm nhận đó. Đạo Phật tu là phải tự mình chứng, mà cũng như Đạo Phật cũng như uống nước vậy. Còn những cái khác mà người ta không có cảm nhận đó, mình có cảm nhận nha. Mỗi lần Chư Thiên đến nhà mình, mùi nó thơm, tóc sững sững rồi lên. Em nghe nó nhột nhột chứ. Thì đó, Chư Thiên tới. Thì cho nên mình làm gì mình thuận tiện thôi, chứ nó không có đừng có chắc vô đọc kinh gì hết. Lại như mấy ngày mà kỵ mẫu á, mùng 8, 18, 28 á, mà kêu là đọc kinh đúng 12 giờ tới giờ ngọ đó. Mà nếu mà có trễ giờ khác hết đọc không? Nào đọc. Tu tập không có cần về giấc, nếu mà nói 12 giờ chứ mấy nước khác là cũng đọc kinh mẫu chặt lất giờ rồi sao? Thích đọc cứ đọc thôi, không có gì phải gò bó hết chứ. Joy, that to loom for you, huh? I will make another one for you. Thank you. Make it fit for you. Okay, just hang on. Dạ thưa, cảm ơn anh Kiệt cái sự được đón tiếp ngồi với một cái không gian, và cảm ơn tất cả cái duyên được ngồi ở đây. Thì gia đình có ba người đến từ ở Nam Cali, liền từ đường xa. Dạ thưa là xin phép và được nghỉ. Xin phép anh Kiệt về để đi về tới Nam Cali, đi lần đầu tiên cũng chưa có quen đường nhiều á. Cảm ơn được sự đón tiếp và cái không gian rất là ấm cúng ạ. Lấy xe về cẩn thận nha. Lấy xe về Nam Cali để lần đầu tiên đi Anh chắc chở một tầng nữa anh xuống dưới. Dạ. Mà chú nó không báo ai đâu. Anh xuất hiện là xuất hiện thôi. Tuần khoảng ngày tuần nữa là tôi anh xuống tới ở dưới có cái duyên để mà ngồi giống như vậy ở dưới, hay là để đi việc riêng thôi. Ở dưới không biết có chỗ ngồi không nữa. Dưới ngồi bà con dí chụp hình không nhưng mà anh xuống anh đi công chuyện. Mà đợi tới mà mọi người mà phát hiện anh ở đâu là lúc đó anh biến mất tiêu rồi. Đường lộ bình an, giữ gìn sức khỏe nha, lái xe cẩn thận nha. Hello anh Kiệt, em cũng xin kính chào anh Kiệt, cảm ơn anh Kiệt đã giúp đỡ cho em và gia đình. Một bé chưa giúp, cái đó phải rảnh lắm, đúng rồi. Phải ngồi một mình, rồi phải đúng rồi, dạ hiểu. Phải từ từ. Dạ, xin chào anh Kiệt, em đi về Cali. Về Nam Cali hả? Dạ. Thì cũng ở dưới luôn. Dạ. Ông bé đâu rồi? Nó không có ở đây. Dạ. Nó không có chịu đi. Nó mua vé máy bay xong rồi cái hồi nó trả vé máy bay lại không đi. Sao? Không biết. Hôm qua chị dẫn nó lên mà phải không? Không có, hôm qua chị gửi cái bức thư cho chị thôi. Dạ. Ok, rồi chị cứ về thuận lộ bình an nha. Dạ, cảm ơn chị.
I don't know this. I make it smaller. Oh, okay. I tie a little bit. Mười câu ấy. Nói gì đâu, trời em nữa đụng độ. Bữa giờ ông Mai nó còn dí em không? Hả? Bữa giờ ông Mai nó còn dí em không? Anh quên chứ anh nhớ em hả? À, em bị ma nhập ai mà không biết. Thôi rồi, giờ nó còn dí em không? Hả? Ok, bà con nào có hỏi không con? Anh cho em mỗi năm từ nhỏ lớn em nằm ngủ thì em cứ thấy là em bay thôi. Rồi một cái nữa em nằm mơ em thấy em đi xuống địa ngục. Ok, nói cho em biết anh chỉ là người truyền tin của bề trên, anh lo cho đại đồng, cho cả thế giới. Yeah. Anh không phải là nhà đón điềm giải mộng, cũng mấy thầy pháp, thầy định ma. Anh chỉ nói chuyện là serious xong à, chuyện sanh tử thôi. Dạ, em thấy em có cái giúp cái tập nào mà anh có dạy cho cái cô đó uống 6 chai nước mà hết á, em có cách nào giống em được giống như cổ? Anh thấy em nói gì? Em có cái YouTube tập anh cho cô đó uống 6 chai nước mà cổ bị rụt ra được đó. Em có được giống như cổ? Ủa anh đâu có cho đâu. Nó làm bậy anh đâu phải thầy chị bệnh đâu, tự động với cô ở Nam Hàn á. Cổ lên trên điện mẫu, cổ tự, cổ khấn, cổ uống nước. Thì chứ đâu phải là anh làm gì đâu, anh không có làm gì hết trơn á. Em còn nhớ bữa đó, thầy Tuấn Kiệt nói không, em lấy mấy chai nước phải không? Thầy mới biểu là em về em mở chai nước ra, em xối lên trên đầu có, em. Có. Đó, rồi mà chị không có pha nước không, cái đó là ông cũng chỉ em rồi đó. Còn mấy cô đó, nó không phải là chai nước nhỏ mà xối, thùng nước. Cỡ cỡ con này là phải thùng. Đem về xối lên đầu để cho nó đi. Ê, cổ bị nặng quá, cổ phải cần cái thùng. Chứ còn người ta bị ngãi sơ sơ là vài chai là hết rồi. Còn con này là phải thùng. I think this is more. Anh Kiệt nói giùm em coi em hết chưa anh Kiệt? Anh có mắt thần, anh nói giùm em đâu hết chưa? Anh đâu có mắt thần đâu. Trời ơi, mắt thần mà sao đeo kiếp cạnh kiểu này. Thôi lấy cái này ra là không thấy mặt ai chứ nghe. Rồi. Anh coi giùm em. Yêu quá. Ok. Anh này à. Để em sợ được không? Cho. Đâu, đâu. Nhìn cho đó, nhìn gì vậy? Cái tâm á phải rộng lượng, phải kể mở. Trời ơi, chắc cũng còn chắc. Em xin đó không? Kiệt. Từ từ sao? Em cái gì cũng cho em ngồi im đi để cho ta nói chuyện. Nghe nó cái đó linh lắm mà. Mấy bà con thấy là lâu à, đi lên Thiên Long Sơn giống như mình gia đình ngồi picnic cho vui không? Vui chứ. Bởi vì ở trong này có mì gói nha, ai đói bụng ở đây có nước nóng mì gói. Có ai đói bụng không? Ở đây là mình là con rồng cháu tiên, cho nên anh em một nhà hết á, tự nhiên. Look like family. Know why I don't speak English on YouTube? You know why, right? No. In the Stanford Hospital and many hospitals around in the United States, they have a lot of people. They have a link to receive a message from God or from whoever, not outside the world, but. Many
my mental hospital or psychology doctor. They don't know about that. Or they just think that person is crazy and they put in the crazy room, mental hospital, and give them some kind of medicine. And then, you know, they rule their life. I'm not like that. I'm super high tech guy. Could I ask you a question? You too? Could I stay so, you too? No. You don't understand. I talk Vietnamese she only. Talk to you. Oh, but later on, whoever want to drink Slayton Adidas is welcome. But what I try to say, if you look at me, a multimillionaire guy like me, with 600 engineers work under me, I make a lot of super high-tech chip. Right now, I have to make TSMC, my customer, Intel, or a chip factory, Samsung, to run offshore, to run to the United States. So my big responsible on high-tech. I'm not just talk like this to ruin my reputation. It's a mission. My employees, some don't understand. They don't respect me because I talk something they don't understand. What I try to say, sometimes they people don't understand, just take information and wait and see. Don't adjust too early. But a lot of human, a lot of people don't realize that. They adjust right away. Oh, you are a rich guy. You should not talk something superstitious like this. It's not superstitious. It's about death and life at this time. I've been saved a lot of human in Vietnam. A lot of people have been follow me and give them a lot of happiness daily. At the COVID time 2019 and until today, without I'm go up there and saying all this, people wonder what happened to me tomorrow. They were stressed, they were frustrated, family, not happy. So I've been helping a lot of people. But some people very hawk-head. They think they know everything. Science, education, to me, the more you learn in this life, the more you're far away from spiritual. They don't know. I have both. I have high education, also I have high spiritual. And I try to bring both together to guide human to the next level in the next decade. No, I told my daughter, I said, glad you come today. What? She asked me if I was glad that I came with her today. Of course. At least you have a good friend. Yeah. Whoever met me is just happy and healthy. I don't get anything received for me. I ask zero return for me. I've been done like that all my life. Every dollar I have, every night watch I have, I give out many Rambojai monk, Vietnamese monk, all the money I put in saving. I put $20 million in this mountain, 360 acres, to donate for humans to go up here hiking and get together. And I try to do a Catholic trip down here and Buddhist. So every dollar I don't raise funds. Hàng thấy trong hình mà chưa có vô coi. Không, ở ngoài nhìn thấy đẹp. Ôi trời đẹp quá. This is millionaire guy home. It cost a couple hundred thousand to build this. I live here. But it's peaceful. Up there, pocket. But this is my private. Uh-huh. I don't need a big house. I need simple. She's a real sweet lady. She said, I take you home.
she have a faith, believe. She really believes in God. This place is beautiful. You see, you got all the bamboo shoes and everything. This is nice, like it. Yeah, this we've been here a long time, and I have the water every day. That's beautiful place. Mô Phật chào chú Kiện. Chào bác. Để theo xe về được không? Dạ. Rồi. Giờ giữ gìn sức khỏe nghe. Buông bớt. Đừng nắm. Buông ngồi đâu. À vậy nè. Phải làm để tay như vậy. Đâu, ngày nào cũng đặt xè hai cái tay ra nhìn tôi buông hết. Giờ có để dành nhiều tiền trong băng vậy? Không có cắt lão chứ, không cắt lão chứ. Có nhiều tiền băng đưa đây. Trong băng cũng không có cắt lão chứ. Tiền mà có tay là cứ lấy. Có nhiều tiền cứ đưa đây. Ở này đâu có tiền nữa đâu. Chưa nhận. Từ đi. Còn sân si quá. Sân si cái gì đâu. Thử 10 lần nó bị rớt lên 10 lần. Rồi kỳ sao. Thưa sư phụ về hết. Về hết. Bye bye. Nè con cảm ơn sư phụ. Ghét nghe nhớ nhớ nhớ. Nhận đệ tử nhỏ nhỏ để mai mốt mà Việt Nam mở cửa về mấy đứa này thì được. Từ từ học giỏi để mốt mà về lo cho nước Việt. Còn cả này về mất công không chặt đất nước Việt. Nhận cái này nhận sư phụ đừng đưa về thiên con sợ. Nhỏ nhỏ này để về nó còn lo cho nước Việt không? Nó học ở Mỹ, học UC Berkeley hả? Con là UC Berkeley. Wow, giỏi vậy ta. Còn về còn lo cho nước Việt. Cỡ này về cho không tốn đất của nước Việt. Trời, anh chịu lại nổi. Đang nhìn tương lai. Anh chị có vậy không đúng. Không có đây, sao có đây. Phải không? Ý là nói chuyện nhận đệ tử chưa? Chưa nhận chưa? Sư phụ nhận chưa chưa? Đâu chưa có hả? Dám, đâu có được chưa được không? Vậy đâu. Nghiệp xã hội, nữa từ từ sư phụ nhận rồi. Chị là giúp trời vậy lắm đó sư phụ. Chị cũng chữa bệnh giúp người rồi đi làm á. Rồi cái mở cái mấy xin đẹp chữa bệnh cho người ta phi. Rồi con cảm ơn sư phụ. Sao sư phụ về vậy vậy? Rồi xin phép. Mấy năm rồi em lên mấy lần giờ mới luôn ở chỗ tôi đâu không thật chứ. Nói nữa luôn thật chứ. Em biết anh Kiệt là mình ở San Jose mà em ở gần vậy nhưng mà không biết cái người chị ở bên em chuẩn bị đi tới để lên gặp thì lại gặp dịch mắt. Thì em có liên lạc với anh thì anh mới nói là cho cái số tốt luôn. Vậy mà em lên cũng là như là 5-6 lần luôn cũng không gặp được. Bữa hôm nay là mới lên có duyên được gặp anh. Vì trong câu của Đức Thầy viết á, người xa là thì lại mến yêu, người gần thì khinh ghét, khinh chê gì đó. Trong sách câu Đức Thầy có nói đó. Và ngán nhớ mấy câu đó. Em không có muốn nghe. Người xa thì lại thương, người gần đó thì lại ghét. Kiểu đời nó hay ngộ. Bởi vì xưa trước cũng khổ. Mỗi lần nó kêu ta ăn hiền ở lành phải đi mấy trăm cây số. Còn nếu mà bước xuống vài bước mà nói thì dễ rồi. Tại sao phải đi mấy trăm cây số không mới nói. Ở gần quá là ý lại hả? Không phải, kiểu đời nó vậy. Không biết sao mà em lên đây là trước tiên là mà em muốn nói với anh là nói khi nào mà nước Việt cần
thì ủng hộ mấy con phở gì đó. Sắp rồi đó, nó đang sắp sửa. Thì em là một những người mà em sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng và rất là tin anh Kiệt. Còn ai không tin đó là quyền của họ. Bây giờ Việt Nam mình á, có chuyện ai cứu ông Hề Zelensky á, ông còn được NATO, được Mỹ rồi viện trợ tấp nập. Việt Nam mình á, thằng Nga là chỗ mà là cái phao cuối cùng mà hôm nay cũng đi nịnh Trung Cộng nữa. Trung Cộng đánh mình, bây giờ ai cứu mình? Không người mình cứu, ai đi cứu người mình? Không tô phở tính trước hết cho nó rồi. Nhưng mà Trung Cộng mà nó bắn pháo. Bây giờ tôi thấy rõ nè. Bây giờ như người trong gia đình mình bị thì chỉ có ai là giúp, chỉ có như những người Việt Kiều. Người mình thôi. Mình giúp thôi, cho ai giúp. Thấy là cái đường nước Việt mình là thấy cái căng này đó. Ở miền Tây căn cứ quân sự của Trung Cộng nó cũng đang ngó miền Tây rồi. Nó chuẩn bị quýnh mình. Ở ngoài Bắc nó cũng chuẩn bị nữa. Coi như là quân của nó sẵn gì đây mới làm. Có là nó đi ra thôi. Thế là 5.000 năm nay á, giống như con mèo mà thèm mở. Dạ. Mở thèm 5.000 năm rồi bữa nay đớp cơ hội tao xịt cho rồi. Là đớp liền. Đớp liền. Dạ. Đớp đâu nè. Trời ơi, còn 6 triệu người ở hải ngoại đâu có để nó yên. Trong đó có Kiệt. Hả à, Hoàng? Đúng rồi. Con nhà biết thế mà. Mình đây thấy gì sức mạnh phi thường á, tự nhiên mình không có đoàn kết thôi, chứ mình mà đoàn kết thôi xong luôn. Đây mấy đại gia ở đây toàn là chống cộng củi, mỗi lần mà cầm cờ vàng 30 đỏ đi biểu tình làm những hình mấy cái đây á, là ok tụi mày bển cầm cờ vàng 30 đỏ chửi tao, ở bên đây tao trả tiền cho mày chửi, tại nó làm mình náo động bên này. Để cho 65% tuổi trẻ bên Việt Nam á, nhìn những cái cảnh tượng hải ngoại mình chửi bệnh á, nó ghét mình thêm. Là mình lạ bên kia nó lấy, gọi là lấy động chấn giữ cái tình, gọi là giữ đảng, hiểu không? Chơi chiêu đó đó. Còn mấy cái người ở đây, mấy người chơi HO mà gọi là HO mà làm việc cho Cộng sản á, tưởng là mấy ông là HO á, không phải. Ở sao mấy ông bị đưa bao thơ, bị xỏ mũi hết. Ngày mai mình phải làm một cuộc biểu tình chống cộng, nhưng mà lệnh nó bển kêu qua chống rồi. Lâu lâu làm náo động để cho cái cộng đồng của mình nó không có đồng hết. Còn chủ tịch gì đâu á, tự nhóm nhau 10 Việt Cộng bầu lên làm chủ tịch. Cái dân nào bầu chủ tịch, chị đâu có bầu ai, chị cũng đâu bầu ai đâu, mà ở đây chủ tịch Vũ Xuân Lộc đồ cũng đầy đủ, không tự đưa lên không á. Từ từ anh, chắc anh không có rành dùng này phải không? Anh lo làm không hả? Tôi rồi rành lắm chứ. Ờ anh rành hả? Đi xe đạp trong mét chỗ này thôi à. Đi xe đạp trên Mission Peak này, lên trên này đi chạy lên dài chứ. Em là người, nửa người, nửa UFO, nửa đời, nửa đạo. Gì cũng biết á, chuyện trên trời cũng biết, chuyện dưới đất cũng biết. Ngày cái núi mình nó bị cộng đồng hãm hại, nó cứ không có muốn mình tu tập, nhưng mà đợi nó để nó hại được bao lâu, cũng hết thời vậy đó. Thời cho nên cũng gắng chờ. Cái núi này mở cổng là vui lắm. Anh kể cho như hỏi, ví dụ mình tu xong xuôi rồi mình đi lên trời với Phật rồi đó, ở với cha mẹ rồi đó, rồi lên đó mình có tu nữa không vậy? Không tu. Rủi lỡ tu rớt xuống rồi có bị rớt xuống nữa hả? Không tu rớt xuống. Tất cả chúng ta đều trên nó hết mà, chị cũng đó. Nhưng mà bữa nay chị mặc đồ này đứng lại Phật nhé. Có mặc quần xà lộng nè. Có hả? Thì mà lại cái là mấy người mà đâu sao quảng đó. Hồn chạy á. Không có đâu. Có lại không? Có lại, nhưng mà có mặc quần xà lộng mà. Ở
like a little two-year-old. They got to walk. Đi lại mặc mặc đồ này. Đâu có đâu, có mặc quần xà lông. Tại bé chồng cộng lên cũng đâu xa đâu. Tiểu Lâm, trên này mấy gì trên này đông lắm. Biết mà. Nóng lắm tại vì cái người nó nóng gì đó. Mặc đồ giống mấy chị ha, trời lắm ra để tưng tưng á. Vậy anh mấy bạn về đi, mấy bà cũng đang đói bụng rồi kìa. Kệ bà, cho bà đói luôn. Ngồi đây nó vui. Vui gì vậy? Người ta người ngoại quốc người ta nghe tiếng của mình. Xe xe đô à, xe xe đô hả mẹ? Ờ, ta lịch sự á. I already ate my breakfast, it's one of the nectarines. Si cái bao tử mất chút à, ăn rất là ít. Cho nên nhịn đó vậy không sao. Lấy điểm thanh tốt hơn. Stay gì bè được. Yes, he said yes. Chưa nói là trả lời dùm tránh cho học nữa. Biết cổ từ hồi cổ còn nhỏ xíu mà. We were happy with where we come today. Just worried for both you and hungry. No, that's okay. Thank you guys go for lunch. No, that's okay. Want some cake? No. Ê, bà đâu có đói bụng đâu, mấy bà đói, đói đạo thôi. So today you come here, you find out that it's a new religion. No, I know what is it. Now I know this Tamashi people have the symbol. And where this religion they come from? Yeah. The only thing can bring peace to this planet is united religion, God, not Muslim, not Buddha. I protect my religion, my God is number one. All God is same God. I've always said, how can one person's God be better than another person's? Yeah, they are same. So that's what this for. It's all, we are same Father, same God. We have no reason that to take advantage of another religion. That's why we come here today. But I appreciate your simplicity and everything. That's why I've always had a problem with organized religion, where they go to these big churches and they're giving all their money to them, and these people are taking it and doing bad things. And, yeah. You know, because it's not supposed to be about that. It spoke to love is war, no matter what. It's just all about the knowledge. If you get high knowledge, you have to teach the people lower knowledge than us. And then soon they understand and we're all happy. It's not like Russian or Chinese, you know, they keep you the weapon, spend a lot of billion. It's no sense. One day, I don't know when, up there, change the temperature. That means all the weapons in the world is inactive and not working. Yeah, one day. Yeah, all the nuclear, all the offensive weapons will inactive. So up there, told me already. So it might be a North Pole to come down to South Pole, or the season will change, and also that affect the weapon activate no fire. Taiwanese church down the what is it? One right on the, I don't know what's that street. They have a 99 cents
ranch over here, 99 cents ranch. And over there, one Chinese church over there, I go over there. I come all the way down here, I come here once a month, then Sunday. And this Sunday, I go to Sacramento church, Chinese church. Yeah. Because here churches have people, Taiwanese, you know, I understand a little bit. And over there, Chinese church. I leave Taiwan too long, sometimes the speak language is real hard. Chinese language. Yeah. Maybe my own Taiwan, I can understand a little bit more. Chinese is a little bit. Still learning, still watching it through iPads, learning to speak Chinese. Because I went to Helen yesterday morning, and I looked at her and said, I like that. I said, she's somebody weird, what is that? She told me, said, you want to go down there? I take you down there, you find them. I said, okay. Em mới lên lại lại trên điện mẫu mà ba lần anh mới cho được. Người em giờ có trường quá trời luôn. Đi. Tại ở dưới có cứ lên lại điện mẫu ba lần đi. Ba là tức là vài tuần nữa cho. Nhớ nhà đó. Nói anh nhớ nhà đó. Cho hai bạn rồi em tặng em. Ủa, thôi quá. Em đây hả? Em đây hả? Em này hả? Ủa được thiệt hả? Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn quá, cảm ơn các bạn. Tại bị gì vậy? Dạ bị viêm gân. Làm nhiều quá đó. Ăn nhiều quá à. Thời gian khổ quá ha. À. Ở trên kia cứ bay là đà đi chơi không chịu. Ở đây á, như còn nuôi ba đứa nhỏ không phải con của mình. Gửi tiền chạy. Hôm lẽ chịu được. Tưởng là nuôi con có ổng. Không có, tụi nó cha mẹ rớt xì ke đó, rồi nó không có nhà ở, giờ đang đi học á. Đứa thì người Mỹ trắng, đứa không Mỹ trắng lại Philippines, còn đứa thì là Chinese, còn đứa là Uba Pakistan. Rồi còn nuôi ba người ở Việt Nam nữa cho nên làm nhiều. Mà kệ, đau cũng ráng làm. Ba người ở Việt Nam, một người thì bị lủng cái lỗ. Rồi tê liệt hết phân nửa. Ông xã đâu? Ông xã bỏ rồi. Tại vì ông đánh bỏ bài. Em hay là em bỏ ông? Hai đứa bỏ nhau. Tại vì ông đánh bài, kêu ông đừng đánh bài nữa. Ông nói ông làm thinh, nói vậy anh làm thinh mà tức nghĩa là anh yêu bài vậy thì mình chia tay. Ông cũng làm thinh mà nó chia tay. Vậy là hai đứa bỏ nhau. Người sống mình nuôi con rồi. Nuôi dạ, con xong nuôi mình nuôi con rồi nuôi thêm ba đứa nhỏ rồi nuôi ba người ở Việt Nam nữa rồi xong. Vậy là thấy học bị rồi. Không có buồn mấy gì trơn á. Đi làm suốt cả ngày đó. Luôn. Làm nhiều lắm, làm nhiều quá cho nên nó bị sưng. Đi hết quá. And when you go to home and you take it up from the living room, huh? Don't put it in the bed room, huh? Well, you can wear anywhere. Unless you go to the toilet and leave it out. Because this have energy. I know. I said you're supposed to not put it in the bedroom. No, you can anywhere. Yeah, you can put anywhere. Okay. Except your toilet. Oh, no. This is not a normal being. This have energy and it's a gift from me. In the spiritual world, all the small God recognize that it come from my hand making it. And they will respect you and they will protect you. Thank you. That's how it is. It's just like something come from Trump or Biden and people follow. In this life, I'm just a normal. No.
But in another life, in another spiritual world, in parallel with us, I am very high title. I have a lot of God protect me. And this, they know that. And they protect you guys. So, cổ niệm Phật bằng cách nào? Amen thôi. So, you are Catholic or what religion you are? Me? No, I just believe in a higher power. Ami Tupu, Ami Tupu. That's all you say. In Taiwan, right? Yeah, same thing. Ami Tupu. I say Ami Tupu all the time. Yeah. Because I have one in a house, I have to do in the, I cannot put the bed on to you, you know. When I go right there, Ami Tupu, Ami Tupu, Ami Tupu. Oh, good. Yeah, just say Ami Tupu. Ami Tupu. Hello, phải không? Con gái đòi chơi thư vậy, không bỏ nó trở nên mình nguy hiểm. À, có con của chị La với chị Chi, nó nói mami đi để con ở chỉnh con chơi. Ôi quê, cho nó xuống đây rồi. Vậy con bắt nó xuống rồi. Nó năn nỉ con cho nó chỉnh nó dễ với lại mấy anh chị. Này coi chừng nó té. Xíu mình đi. Hôm nay con không có đi làm à? Dẫn buổi sáng. Đoàn nghiệp hai chồng trẻ gắn thương nhau hạnh phúc mà nhìn cũng giống nhau quá trời. Có đứa con nhìn tướng ấm nhất nhưng mà có con. Đứa là tử thì dễ thương. Em chưa biết tu mà thấy em trên Facebook em chụp hình giống như người mẫu. Em đó hả? À, làm cho biết bao nhiêu đàn ông á, coi Facebook cũng rụng rời tay chân. Nhiều khi thấy mặt vợ mà đang ăn dinner ở mình á, không nhìn mặt vợ mà nhìn Facebook của cái cô này á, em tạo ấn tượng tốt nhưng mà ngược lại là xấu cho người ta. Em thấy cô đó. Cô đó. Ừ. Hiểu không? Hiểu nó. Cái nghĩa là làm cho, tại vì con người của mình á, never satisfy what we have. Even you have a pretty wife, pretty handsome husband, but we don't recognize. But we always try to get something else, maybe worse, more ugly. But we think that's, you know, number one. Người mà không có vừa ý mình ấy, tóc lạ. Tức là thích mới lạ thôi. Thích like mấy cái người mẫu bây giờ á. Mặc đồ đẹp, đồ mắc tiền không muốn. Mặc cái miếng mấy miếng vải lưới lưới gì đó lên nó cũng đậu hẳn nhất. Thiệt, bây giờ nó nhảy đi ngược lại. Giống như người cá vậy đó. Nếu mình Ngọc Trinh bữa mặc đồ lưới vậy đó. Ta mặc đồ bình thường đẹp không muốn. Chào chú Kiệt, chào nhớ con. Nhớ không? Yeah. Nhớ mà cũng quên là con ở đâu vậy? San Francisco. Yeah. Quay vô pin đó.
chưa? Dạ chưa. Chúc sở cộng hạnh. Cảm ơn chú. Con qua bên đó con ngồi đi để con. Một phần á, bữa